Công việc dọn dẹp trước khi về ở thường là nỗi ám ảnh của mỗi gia đình, bởi vì dọn mãi mà vẫn thấy bẩn. Nhưng với các công trình do HT Con xây dựng thì chúng tôi sẽ lo liệu hết mọi việc. Boss ass bitch. Và tất cả chỉ được công nhận là đã đạt khi có cái gật đầu của giám sát thi công. Là xách vali về và ở thôi. Boss ass. HT Con xây dựng bằng lương tâm và tri thức.